À gì anh em ạ? Nói chung chỉ vất vả khổ những kiểu như là gia đình bỏ rơi ấy, những ông em ở bên ngoài xã hội hay ẩu, hay là gia đình ghét bỏ rơi là không quan tâm, là kiểu đi nhiều quá. Ở trong đấy những cái tội kiểu như là kiểu như là dích là một này. Đấy, dích này, tội dích kiểu làm chó dích ấy. Đấy, cái tội chó dích là một này. Mới cả gọi là làm những cái việc xấu kiểu như là gây tai nạn sau bỏ biết là vào trong đấy nhiều cái tội, nó ghét nó quánh nhưng mà mềm hết người anh em ạ. Hiếp dâm nữa. Hello anh Luyện nhá. Anh gì đây? Anh Lệ à? Hello anh Lạc Vệ nhá. Chúc tất cả anh em đang xem livestream và anh Lạc Vệ là vui vẻ, gia đình hạnh phúc, bình an nhá. Công việc thuận buồm xuôi gió, phát tài văn lộc 8386 nhá. Cảm ơn anh em đã thả tim, chia sẻ và follow mình nhá. Mình yêu tất cả mọi người. Anh em thấy quả nhạc này có được không? Nhạc có to quá không à? Anh em thấy dạo này mình có khỏe không? Bắp tay bắp chân người mình rắn mà. Nhìn mình quài quài thế thôi, nhưng mà nếu mà để mà lốc ao hay là kiểu như là boxing với cả một một là mình cũng chưa ngắn gì đâu. Nếu mà boxing một một là mình cũng để mà thử thì là mình cũng nhanh á. Hello Huy Hùng nhá, hello Giá Lạnh nhá. Hello Phụ Kiện Táo nhá, chúc Phụ Kiện Táo luôn buôn may bán đắt nhá. Gia đình thì luôn hạnh phúc em nhá, một ngày thì bán được khoảng 1.000 chiếc nhá. Hello Nhỏ nhá. Hello Huy Hùng. Hello Tiến Dũng nhá. Anh vẫn làm việc kia em ạ, anh làm mỗi ngày 1 tí. Em leo leo vào tí. Hello Nguyễn Hồng Lộc nhá. Hello Sói Cô Đơn. Hello Bùi Quang Linh nhá. Hello tất cả anh em, chúc anh em mùng 2 tháng 9 hạnh phúc bên gia đình và người thương nhá. Ngồi về với gia đình ăn mâm cơm vui vẻ em nhá. Giọng của anh giống giọng anh Giang. Anh em một nhà mà. Để xuống ly và cùng chồng một tí cũng được nhỉ. Vợ mặc quần áo vào, vợ xuống ly vào với chồng. Bây giờ vợ không mặc quần áo thì vợ xuống kiểu gì? Vợ xuống đây like vào với chồng, chào mọi người một câu cho mọi người biết là vợ của chồng. Hello Nguyễn Hồng Lộc nhá. Đây anh em ơi, anh em xuống xem vợ mình xuống xem có mọi người xem vợ mình nói chuyện xem có thể xét duyệt được để làm một người vợ không nhá. Anh em nhá, xem vợ mình có nói chuyện có ấy không nhá. Anh em theo dõi tí nhá. Anh Giang mà không vô, anh không biết ấn chấp nhận cái đấy kiểu gì ấy. Anh chưa kiểu như là anh mới học TikTok, anh còn chưa biết ấn BK kiểu gì mà. Hôm nọ anh chấp nhận cái xong vào cái màn hình bé tí, xong anh em thoát sạch ra. BK với anh Giang đi, BK như nào nhỉ? Hello Long Phú Quốc nhá, sao đặt của tên Long Phú Quốc này, hello Lắng nhá. Hello Casino, hello Tử Vi. Hello Thế Cao. Hello Vũ Huy Hậu nhá, thì vợ đang mặc quần áo ngủ vợ. Hello Phạm Dũng nhá. Hello Thiên Lương. Đúng rồi, lên livestream với cả một nói chuyện mọi người thì phải mặc quần áo là phải đẹp đúng không anh em? Lúc nào cũng phải hình ảnh đẹp nhất dành cho anh em. Mình yêu tất cả mọi người nhá. Cảm ơn tất cả anh em follow, thả tim và chia sẻ video mình nhá. Chúc anh em mùng 2 tháng 9 có về nhà chơi không? Chào Vũ Huy Hậu, hello Dũng Tiệu. Hello Thúy Lâm nha. Chúc Thúy Lâm và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an nhé. Công việc thì thuận buồm xuôi gió lại, phát tài, phân lộc 8386 nhá. Anh làm nghề gì vậy ạ? Anh cũng làm nhiều nghề lắm em ạ. Anh mở bao nhiêu bên kia rồi. Anh cũng làm cầm đồ ấy. Cũng làm một vài việc nữa. Anh cũng phân phối bia ở nói chung phân phối bia 183 vòng qua 8 này, mấy cả các phân phối bia ở miền Bắc này, phân phối cho các quán bia hơi ấy, bia đen, bia tươi, bia nhập khẩu. Anh bây giờ bán thêm quần áo ở livestream, anh em ai muốn mua quần áo ủng hộ mình thì vào giỏ hàng bên góc trái màn hình nhá, ủng hộ mình nhá.
mình có ghim ở cái trang cá nhân TikTok của mình đấy. Cầm kỳ thi họa. Chào Thành Đạt nhá, hello bạn. Cảm ơn tất cả anh em đã follow, chia sẻ video này. Thả tim mình nhá, mình yêu quý tất cả mọi người. Hello còi yêu em nhá, hello Bảo Tuyên Dream. Chúc Bảo Tuyên Dream luôn vui vẻ, gia đình hạnh phúc bình an nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã follow. Đúng rồi, em sau video em ra giỏ hàng của anh em xem ấy. Thì là nói chung là quần áo của bên anh rẻ lắm. Anh làm từ xưởng sản xuất, anh đặt ở xưởng sản xuất luôn nên là giá tại xưởng ấy. Chứ còn anh em mà ra ngoài shop nó phạt cho phải 4-500. Hello Thật Bảo nhá. Hello. Hello Trung Thắng nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã follow, chia sẻ và thả tim video của mình nhá. Anh em đẩy lên 20k view cho mình nhỉ. Đấy, thấy anh em đẩy view cho mình lên mạnh mạnh lên đúng không? Mình yêu quý tất cả mọi người nhá. Ship lên Bắc Giang nào anh. Nếu mà anh em muốn ship lên Bắc Giang thì anh em cứ vào giỏ hàng đặt thôi. Hoặc là nhắn tin trực tiếp cho mình. Hôm lọ gặp anh ở Khắc Liệm, phong độ quá anh. Anh ở bên ngoài cũng như bên trong mà. Anh thì nói chung là mình giữ mình cũng ăn uống mình giữ ấy. Chơi bời mình cũng giữ, mình cũng không có gì chơi bời quá hay là gì cả. Mình vẫn thể dục thể thao, cũng rèn luyện kiểu như trí, rèn luyện sức khỏe nhiều mà. Ăn uống thì cũng ngày ba bữa vẫn ăn uống đầy đủ. Đây là mình cũng chỉ giữ người ấy. Hello Phương Đình nhá. Anh đi dép 1000 đẹp phết. Ok em ơi, anh cảm ơn em nhiều nhá. Hello Khôi, hello Juji, TikTok tích cực nha, vui vẻ tích cực nha. Hello Láng, chúc tất cả anh em đang xem livestream buổi chiều vui vẻ, gia đình hạnh phúc bình an nhá, công việc thuận buồm xuôi gió nhá. Mình yêu tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả anh em đã follow này, chia sẻ này và đã thả tim mình. Anh em đẩy thả tim cho mình nhiều lên 20k tim anh em ơi, chia sẻ video mình nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Hello Quang Hà nhá. Hôm qua không lên livestream. Buổi tối qua, ngày hôm qua không lên livestream nhớ mọi người ghê ấy. Bây giờ đang vào kiểu như là anh em gửi những lời chào, lời chúc đến nhau ấy. Tự dưng mình không lên livestream cái mình thấy thiếu gì nên là hôm nay nhớ ra là phải lên nói chuyện với anh em ngay. Chúc tất cả những anh em những lời hay ý đẹp để cho anh em vui vẻ đúng không? Hoan hỉ. Hello Lê Anh Quân nhá. Ok, hôm nào anh em mình giao lưu cốc trà đá hay cốc bia được em nhá. Cốc trà đá được, anh em cần gì đâu. Hello bạn Phạm Tưởng nhá. Chúc bạn Phạm Tưởng luôn đẹp trai, sớm có người thương này, sớm lấy được vợ này. Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc, bình an, may mắn. Công việc thì thuận buồm, xuôi gió, phát tài, phát lộc bạn nhá. Chào idol Phạm Tưởng nhá. Hello Phạm Dũng. Anh khóc thương đang ở đâu? Không phải tôi yêu lầm. Hello Phạm Dũng nha. Cảm ơn tất cả anh em đã follow, thả tim và chia sẻ video mình nhá. Anh Giang đâu nhỉ? Mời chia sẻ, mời lên sóng cùng anh Giang kiểu gì, BK kiểu gì anh em nhỉ? Hello Phạm Minh Dương nha. Chúc gia đình Phạm Minh Dương và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an nhá. Công việc thuận buồm xuôi gió nhá. Anh cảm ơn em nhiều. Hello Diên Trịnh nha, hello Ngân Anh. Mình cứ đọc tên, mình đọc không kịp đâu. Vì lên mình khởi giáo tên không kịp đâu. Nên là mình cứ đọc tên này là mình sẽ chúc tất cả những lời hay ý đẹp đến anh em nha. Hello Vinh Con nha. Hello Trinh Đút Tác, hello Quang Anh. Nói chung là đi chạy mùa đông thì đỡ. Nhưng mà mùa đông thì lại không có nước lọc tắm nên là cũng vẫn sợ. Nhưng còn mùa hè này thì lắng lóng này, đúng là nếu mà vào buồng tạm giam thì đúng rồi nhỉ. Cái nó chỉ buồng tạm giam nó chỉ thấp bằng độ khoảng tầm 4 mét thôi. Bên trên nó bắn tôn nhưng mà nóng lắm. Nhớ ông bà ông vải luôn anh em ạ. Sợ lắm. Hello Lâm Dũng nhá. Hello Tin Tưởng 56789. Linh Duyên chưa về anh ạ. Em chào đời tá buồn nhá. Hello Trần Ninh đi em ngoan nhá.
Em chúc anh Trần Đinh Diamond này một ngày bán được độ khoảng 10 viên kim cương to. Đấy, em chúc anh và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an, may mắn nhá. Một ngày kiếm lấy độ khoảng 10 tỷ thôi anh ạ. Em chúc anh công việc luôn thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc 83 86. Chúc Trần Linh Diamond luôn bình an, gia đình luôn hạnh phúc anh nhá. Trần Linh Diamond mãi đỉnh mãi đỉnh. Anh em ở Sài Gòn thì vào ủng hộ anh Trần Linh Diamond nhá. Anh buôn bán kim cương uy tín luôn đấy anh em ạ. Anh chào Lính Thủy đánh bộ nhá. Hello Casu nhá. Anh chào Tiền Trường nhá. Hello Hải Bảnh nhá. Hello Cá Cảnh. Anh chào Hi Hi nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã follow, thả tim và chia sẻ video mình nhá. Chúc tất cả anh em luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Chúc anh em về chơi mùng 2 tháng 9 ăn bữa cơm thân mật bên gia đình này, vui vẻ này. Gia đình thì luôn yêu thương nhau là đùm bọc hạnh phúc nhau là luôn có tiếng cười, ngập tràn tiếng cười trong gia đình nhá anh em nhá. Mình yêu quý tất cả mọi người, cảm ơn tất cả anh em đã follow này, chia sẻ và thả tim video mình nhá. Mình yêu tất cả mọi người. Anh khá và cải tạo tốt thì vào nhà nước khoan hồng thì độ khoảng 2026 về anh em ạ. Dùng anh mấy đồng ạ. Anh chào Trung Dubai nhá. Hello Tin Tưởng. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Hello anh Tuấn. Chúc gia đình anh Tuấn luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an, may mắn nhá. Công việc thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc em nhá. Hello Quốc Việt này. Cảm ơn anh em đã tặng hoa, chia sẻ, thả tim và follow mình nhá. Hello Nhật Long nhá. Hello Quốc Toản. Hello em. Chúc tất cả anh em buổi chiều vui vẻ, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an nhé. Ngày xưa anh gặp ông Dũng Trọng ấy, với cả anh Phú Lê, thầy ấy cùng Khá, cùng với Khá. Ông Dũng Trọng với cả anh Phú Lê với cả về bowling chơi, về đâu chơi bọn anh tiếp mà. Về bowling chơi bọn anh tiếp cả đêm. Ôi nhưng mà anh thấy cảm thấy bình thường lắm. Anh Phú Lê ok. Anh Huấn Hoa Hồng thì được. Anh Huấn Hoa Hồng thì tình cảm đấy. Hello tất cả anh em nhá. Đeo kính này thử xem có đẹp hơn không. Kính này ông em gửi từ bên Nhật về. Hello Đặng Văn Huy nhá. Có không phát trực tiếp với chàng là hả? Hả? Hello tất cả anh em nhé. Cảm ơn tất cả anh em follow, thả tim và chia sẻ video mình nhé. Hello Vĩnh Văn Tịnh nhá. Hello Luân Bokrat nhá. Hello Di Thành. Anh em thấy đeo kính này có đẹp bằng kính kia không? Thôi để đeo kính kia. Đeo kính này nó cứ kiểu lữ lữ kiểu gì. Nó là kính nam mà nhưng mà nó cứ nó vách vách lên thì mình không thích mấy. Mình kính ở bên Nhật gửi về thì bạn gọi nó là kính chợ được, mà gọi là kính gì cũng được, với mình đẹp là được. Mình không phải giải thích với bạn là chợ hay là gì bạn nhé. Vợ anh đâu rồi anh? Đây là mọi người hỏi vợ anh nhiều lắm này. Hello Cảnh nha, hello Duy Thành nha. Chúc tất cả anh em buổi chiều vui vẻ, gia đình hạnh phúc, bình an, may mắn nhá. Mình yêu quý tất cả mọi người. Vợ anh đâu á? Vợ anh đây. Vợ vào đây, vào đây. Vào đây mọi người hỏi vợ này. Bỏ cái này ra. Bỏ cái gì? Bỏ cái đấy ra, không lại. Đây, vợ mình đây. Hello cả nhà nhá. Anh yêu quý idol Quý Phượng Hoàng, anh cho xin một like, một chia sẻ để mình vào đi hơn hết bên đây. Vâng anh sao? Đấy, vợ mình đây. Mọi người vợ mình có được không hả mọi người? Vợ mình xinh thế á. Ôi cá cảnh này vào ăn nói tiêu cực quá. Cho bạn cá cảnh này. Đâu vậy?